Kính chào quý khán giả Đài Truyền hình Đất Việt. Kính thưa quý vị, bây giờ là những ngày tháng của cuối năm 12 năm 2015. Không còn bao lâu nữa thì chúng ta sẽ bước qua một năm mới. Thưa quý vị, như thường lệ, từ cái người Á Đông chúng ta học được cái văn hóa của người Tây Phương, đó là tổ chức countdown để đón mừng năm mới. Đặc biệt, trong cộng đồng người Việt của chúng ta, sau 40 năm ly hương, thì thưa quý vị, có thể nói rằng 40 năm, một cái mốc tròn để nói rằng dài và đủ để làm một điều gì đó. Thưa quý vị, hôm nay Nghĩa Lữ hân hạnh giới thiệu quý vị một cái event New Year countdown như thế nào và mục đích ý nghĩa của nó là làm sao, sẽ được tổ chức vào ngày 31 thì tháng 12 2015 tới đây. Trước hết chúng tôi mời cô Hà Vân, giám đốc của chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam Bắc Cali và cũng là giám đốc của cái event này, cô gửi lời chào mọi người cũng giống như anh Bảo Phúc. Hà Vân xin kính chào quý khán thính giả của NetViet TV. Chào anh Tô cũng như là giám đốc của NetViet TV, anh Nghĩa Lữ cũng như Bảo Phúc. Mời Bảo Phúc. Bảo Phúc xin kính chào tất cả quý vị khán giả của NetViet TV. Chào anh Nghĩa Lữ cũng như thân mến chào Hà Vân và tất cả anh chị em trong chương trình NetViet TV. Dạ vâng, cái điều đầu tiên là Nghĩa Lữ muốn hỏi cô Hà Vân là cái New Year này đó thì cô có thường tổ chức hay không, và cô có thể nói rằng cái mục đích ý nghĩa của cái lần tổ chức này, cái điều mà cô muốn có cái nét đặc biệt cho cái countdown này, mời cô. Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả của NetViet TV cũng như anh Nghĩa Lữ Bảo Phúc, là cách đây vài năm Hà Vân cũng có tổ chức một chương trình New Year's Countdown, mà với cái ý định, với cái ý muốn là những quý vị đến cả gia đình, gọi là family event. Thưa quý vị, thì năm đó có thể nói là rất là thành công. Tuy nhiên năm đó Hà Vân tổ chức ở trong khuôn khổ của một nhà hàng, thành ra cái số những người đến bị giới hạn khoảng chừng 200 mấy chục người thì bị giới hạn rất nhiều. Thì rồi những năm sau đó vì Hà Vân rất bận tổ chức những chương trình như nhạc đấu tranh cho cộng đồng, thưa quý vị, thành ra Hà Vân không tổ chức nữa. Tuy nhiên trong những năm vừa qua, rất nhiều quý vị gọi đến Hà Vân và hỏi là Hà Vân có tổ chức New Year's Countdown với tính cách gia đình nữa hay không, để quý vị có thể vui về bên gia đình cũng như con cháu và anh chị em, bà con, cô bác. Thì vì đó là lý do tại sao năm nay Hà Vân tổ chức. Và cũng với một hình thức đó, với sự quây quần của gia đình cũng như là rất là nhiều những cái chi tiết để mà mình có thể phục vụ đến cộng đồng của chúng ta, thưa anh Nghĩa Lữ. Tại vì Hà Vân nghĩ như thế này, anh Nghĩa Lữ đó giúp đỡ Hà Vân, hỗ trợ Hà Vân rất nhiều trong những chương trình về cộng đồng, về những cái chương trình nhạc đấu tranh cũng như những chương trình giúp cho người dân trong nước. Thì thưa quý vị, được Hà Vân được sự hỗ trợ rất nhiều, Đài Việt Nam Bắc Ly được sự hỗ trợ rất nhiều cũng nhờ những cái sự mời gọi của anh Nghĩa Lữ cũng như Bảo Phúc. Vì vậy nên Hà Vân cũng muốn làm một điều gì đó để mà gọi là mình phục vụ đến những quý khán thính giả thân thương của Đài Việt Nam Bắc Cali, anh Nghĩa Lữ. Và đồng thời trong chương trình cũng có những tiết mục rất là đặc biệt, để chút xíu nữa Bảo Phúc và anh Nghĩa Lữ và Hà Vân cùng chia sẻ với quý vị, thưa anh. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng giới thiệu quý vị là Bảo Phúc là một cái gương mặt MC nhiều năm ở San Jose, ai cũng biết. Và mỗi một cái chương trình mà có MC Bảo Phúc đều làm cho sân khấu hừng hực lửa với cái sự lôi cuốn của cái cách nói, cách kêu gọi của anh, cũng giống như là cái cảm tình của quý khán giả khi đến với lại MC Bảo Phúc. Thì đến với cái New Year này gắn bó với Hà Vân nhiều năm, thì Bảo Phúc có cái điều gì để tâm tình khi mà nhận lời tham dự cái New Year Countdown này? Anh mời Phúc. Trước hết cảm ơn anh Nghĩa Lữ với những cái lời khen chân tình đó. Bảo Phúc cũng không dám nhận những cái gì mà gọi là quá đáng trong tất cả những cảm tình sinh hoạt trong truyền thông trong suốt 30 năm qua. Thì cũng rất may mắn được sự cảm tình của quý vị khán thính giả. Mỗi một cái chương trình của Hà Vân nói riêng cũng như tất cả những chương trình mà Bảo Phúc tham dự, hầu hết là quý vị đến rất là đông và ủng hộ rất là nhiều. Đó là một cái cảm tình mà chúng tôi luôn luôn ghi nhận cho tất cả những người nghệ sĩ và những người làm truyền thông. Bảo Phúc sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng tất cả quý vị khán thính giả đã dành đến cho chúng tôi. Và kính thưa quý vị,
trong cái cuộc sống tha hương của chúng ta tại Hoa Kỳ này, quê hương thứ hai sau khi chúng ta bỏ nước ra đi, đã một thời gian khá dài. Nhưng mỗi năm mà cuối năm về, những cái dịp, nhất là những cái dịp lễ lớn như là lễ Thanksgiving, tạ ơn, những cái dịp Giáng sinh khắp toàn cầu, cũng như là New Year để chúng ta bước sang năm mới, và sau đó là cái Tết truyền thống nguyên đán của Việt Nam của chúng ta, thì người Việt Nam của chúng ta hầu hết trên thế giới, không nói riêng gì đến đạo Công giáo, và tất cả mọi người, lễ Giáng sinh, lễ tạ ơn là một cái lễ lớn của tất cả thế giới. Và chúng ta là những người sống ở hải ngoại này, chúng ta vào những cái dịp lễ này, chúng ta cũng hòa nhập vào cái đời sống của những người dân địa phương. Chúng ta cũng có những cái buổi lễ tạ ơn, Thanksgiving đến cho những người homeless, cho những người vô gia cư. Chúng ta cũng đón mừng Giáng sinh dù là người Công giáo hay là người ngoại đạo. Chúng ta cũng nghe thấy cảm thấy vui. Những gia đình Việt Nam của chúng ta không phải là người Công giáo cũng có những cái cây Noel, cũng có những cái buổi tiệc gia đình đầm ấm để mà san sẻ với nhau. Và nhất là khi mà chúng ta cao đao New Year. Trong cái tâm tình đó thì Hạ Vân luôn luôn gắn bó với cộng đồng của chúng ta và tổ chức đem đến cho những cái niềm vui trong những cái dịp như thế này. Ngoài những cái công việc đấu tranh mà chúng tôi đã cộng tác với anh Nghệ Lữ cũng như tất cả những năm suốt bao nhiêu năm qua, được cái sự đón nhận của đồng hương. Và không quên, Hạ Vân cũng là một ca sĩ, Bảo Phúc cũng là một ca sĩ. Sau khi nhận cái lời tuyển lựa ca sĩ Tượng Vàng năm 1990, sau đó Bảo Phúc cũng ít có đi hát, và dạo gần đây thì Bảo Phúc đi hát trở lại. Cho nên cái danh từ ca sĩ đã không dùng đến rất lâu, mà mọi người nhớ đến Bảo Phúc với một cái chương trình là MC hoặc là host cho những chương trình. Và đây là những cái dịp vui cuối năm sau những cái diễn biến xảy ra trên khắp toàn cầu, những cái cuộc khủng bố, những cái đau thương, những cái cuộc chiến, những người dân ở trong Việt Nam nổi dậy để mà chống đối Cộng sản Việt Nam. Chúng ta, những người Việt tha hương, vào những cái dịp cuối năm như thế này, chúng ta cũng muốn có những cái dịp vui để mà quên đi những cái sự đau buồn, những cái đau thương mất mát, để chúng ta ngồi gần lại với nhau. Và Hạ Vân cũng như Bảo Phúc cũng đã tổ chức những cái chương trình này trong những năm trước đây. Nhưng Hạ Vân đã thưa qua là trong cái khuôn khổ ở những nhà hàng, cái capacity chỉ có khoảng 200 cho tới 250 người mà thôi, thì có những quý vị đến không có đủ cái chỗ để đáp ứng, quý vị phải đi ra về. Cho nên năm nay Hạ Vân và ban tổ chức đã chọn trường Yababuna, tức là trường YB, có một cái sức chứa đông hơn, rộng lớn hơn, có thể đến 5-60 bàn thưa quý vị. Và đặc biệt là quý vị không xa lạ gì với trường YB, là một cái địa điểm rất là rộng lớn và tổ chức những chương trình Cảm ơn anh và những cái chương trình Thương phế binh rất là thành công, và những cái chương trình trước đây của Đài Việt Nam Bắc Cali tổ chức. Và với một cái sân khấu rất là lớn thưa các anh, trên 1.000 người, 2.000 người có thể tham dự được. Và chúng tôi sẽ làm một cách rất là trang trọng, gói ghém, nhưng với một cái giá cả rất là phải chăng, reasonable, chỉ có 45 Mỹ Kim mà thôi. Và cái chương trình này có cả dinner, tức là có dạ vũ, có dạ tiệc và có đầy đủ hết. Và cái chương trình này được gói ghém phải nói là phục vụ cho một cái family event, tức là toàn thể gia đình. Thường thường chúng ta đến với một cái chương trình countdown của Mỹ, chẳng hạn như ở Convention Center hoặc là những cái chương trình của Hoa Quốc, thì chúng ta chỉ đến với phần dạ vũ mà thôi. Và cái giá vé rất là cao, 70-80 Mỹ Kim hoặc là cả 100 Mỹ Kim trở lên. Và chúng ta phải lo tới cái phần ẩm thực, phải lo chạy đi ăn trước, hoặc là nhảy đầm tới khuya rồi thì đói bụng là phải đi về ăn. Cho nên Hạ Vân đã ngồi với ban tổ chức để mà thu xếp một cái chương trình phải nói là hoàn hảo, gần như là hoàn hảo thưa anh. Tức là chúng ta có cái phần dạ tiệc, dinner, chúng ta có cái phần dạ vũ, và song song đó, đặc biệt cái chương trình này là có cái chương trình hát cho nhau nghe. Tại vì Bảo Phúc sau cái thời gian gần đây cũng đi sinh hoạt trở lại, hát đây đó, thì tất cả mọi người Việt Nam chúng ta hầu như những gia đình đều có karaoke rất là vui, hoặc là những cái buổi họp mặt gia đình cuối năm đều hát karaoke. Và chúng tôi sẽ dành cái thời gian này để cho quý vị có một cái chương trình hoàn hảo, có nghĩa là từ 5 giờ cho đến 8 giờ sẽ có cái chương trình hát cho nhau nghe. Quý vị có thể lên hát để mà tặng cho bạn bè thân nhân, có thể tự thưởng thức giọng hát của mình. Rồi từ 8 giờ cho đến 9 giờ sẽ có một cái chương trình cười lấy hên với một cái ban hài kịch mới của những người thanh niên trẻ rất là hay, gọi là Cười để nhớ, thưa quý vị. Ở đây để quý ta cùng bỏ đi những cái ưu phiền cuối năm để lấy hên, rồi có sổ số lấy hên, và sau đó là có cái phần dạ vũ cao đao với ban nhạc full band. Ở đây có nghĩa là chúng ta có hai ban nhạc. Ban nhạc từ 5 giờ đến 8 giờ là one man band, nhưng mà rất là hay, professional, để cho tiếng hát của vị không có thua kém gì những ca sĩ chuyên nghiệp. Và cái full band khi mà cái phần 9 giờ đến 12 giờ đó là cái chương trình dạ vũ cao đao chính thức,
với những ca sĩ nổi tiếng tên tuổi của hai miền Nam Bắc Cali, cộng với những tiếng hát rất là tuyệt vời của San Jose của chúng ta. Bà Phúc gọi là những tiếng hát vàng của San Jose, không thua kém một bất cứ một ca sĩ nào cả. Sẽ cống hiến đến cho quý vị một cái chương trình dạ vũ tuyệt vời từ 9 giờ cho đến 12 giờ đêm với full band, đó là ban nhạc dư âm. Mà một lát nữa đây bà Phúc sẽ đi đến vào những cái chi tiết này thưa anh. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng ta sẽ trở lại chương trình ở phần 2 với những cái điều tâm tình của ban tổ chức, với cái mục đích ý nghĩa và với những nét đặc biệt mà như anh Bảo Phúc vừa nói, chúng ta biết rằng ở đây nó là một cái family event. Nó giống như cái văn hóa của người Việt của chúng ta, trước cái giờ giao thừa cả gia đình có thể đến với lại cái event này để chi? Chúng ta cùng đếm đón chờ năm mới, đồng thời cùng ôm nhau, hôn nhau, hôn những người thân trong gia đình, có con cháu, ông bà, cha mẹ, vân vân. Và thưa quý vị, mời quý vị giữ làn sóng và chúng tôi sẽ trở lại trong phần tiếp tục như sau.